Thì hôm nay cái đoàn do chị Ngọc Mai là hướng dẫn cái đoàn làm công tác từ thiện về cái địa bàn Bảo Cài của chúng ta để thăm và cấp quà chung cho huyện là 500 suất. Như vậy là chia ra 4 điểm. Cái điểm ở đây là gồm 8 xã vùng giữa Bảo Cài. Điểm thứ hai là 8 xã vùng cánh Nam Bảo Cài. Điểm thứ ba là ở Tân Thanh Tây, ở cái tiểu vùng 2. Và cái điểm thứ tư là ở tiểu vùng 1. Nói chung là hôm nay đoàn sẽ về là trong ngày nay mà đi 4 điểm. Đó là một cái nghĩa cử rất là tốt đẹp, rất là to lớn đối với huyện, hỗ trợ cho người nghèo có điều kiện ăn Tết. Tôi xin chân thành gửi lời tri ân rất nhiều đối với chị Mai, chị Thiện và các vị cùng đi hôm nay, và cũng thông qua các chị và quý vị thì cho phép chúng tôi gửi đến ban từ thiện của Phật giáo lời thăm hỏi, chúc sức khỏe tốt đẹp nhất. Về phía nhà đài phát thanh truyền hình huyện thì có anh Sơn. Về phía xã, chúng tôi trước nhất là mời đơn vị tài trợ phát biểu. Anh Di Đà Phật xin kính chào tất cả các cô bác có mặt trong bữa hôm nay. Một điều tôi rất xúc động trong bữa hôm nay là tôi không bao giờ quên huyện mình. Theo tôi thấy rằng 8 xã mà có 154 người của hôm nay là tôi thật hết sức ái náy và cũng buồn. Có những người đi làm được và có những cô bác này chưa có tên danh sách. Là điều đó là điều tôi hết sức buồn và thấy ai lấy làm ái náy. Và cũng mong một lần nữa xin bà con cô bác hãy thương tình và tha thứ cho và để cô bác và con chờ đợi lâu. Và bà xin biết lời. Thank you.
mình thì rất ngọt, dân chùa. Nguyễn Quang Thận, Phước Khánh. Một điều đầu tiên là tôi xin kính chúc các bà con, cô bác mỗi một mùa xuân đầy vui vẻ và ấm áp tình cảm và hạnh phúc. Phần quà thì nó không có gì cả đáng, nhưng mà cái tình cảm của tôi lúc nào cũng nhớ về bà con, đặc biệt là những mặt hàng yên. Xã của tôi là xã Thịnh Thủy, nhưng mà thật sự với bà con tôi cũng được thương mến như nhau. Mấy cái ba rồi mọi người.
Vùng 2 có 4 xã gồm xã Phước Mỹ Trung, Tân Bình, Nhật Phú Tân và Tân Hưng Tây. Đó là nội dung của buổi tặng quà. Tôi xin trân trọng giới thiệu đoàn từ thiện gồm có một bà Đặng Thị Ngọc Mai, tổ chức Phật giáo quốc tế và các vị cùng đi trong đoàn. Kính thưa các bà con cô bác, cô bác cũng điều thứ nhất là tôi xin lỗi và cái sự dự tính sẽ tặng cho rất là nhiều bà con cô bác ở đây, nhưng mà tại vì cái thời gian nó hạn hẹp quá, thành ra quà nó cũng không được như ý của mình muốn. Kính thưa bà Đặng Thị Ngọc Mai, trưởng ban từ thiện tổ chức Phật giáo quốc tế phát triển văn hóa giáo dục và xã hội, cùng quý vị đại biểu cùng đi trong đoàn, cùng toàn thể cô bác anh chị em hộ nghèo và người tàn tật. Nhân dịp xuân về Tết đến, bà Đặng Thị Ngọc Mai cùng quý vị đại biểu tổ chức Phật giáo quốc tế phát triển văn hóa giáo dục và xã hội đến huyện Mỏ Cày chúng ta để tặng quà cho hộ nghèo và người tàn tật các xã trong huyện. Đây là điểm thứ 3 tại xã Tân Canh Tây, gồm 4 xã trong tiểu vùng 2, số bà con được nhận quà là 92 hộ. Kính thưa cô bác anh chị em có mặt trong buổi nhận quà hôm nay, với tấm lòng thương người như thể thương thân, cổ ích lòng nhiều, bà Đặng Thị Ngọc Mai cùng các anh chị trong đoàn đến thăm và tặng quà cho bà con để góp phần cho bà con chúng ta vui xuân đón Tết, nhằm chia sẻ phần nào khó khăn của bà con. Tôi mong rằng với món quà tuy nhỏ nhưng đầy tình nghĩa, bà con chúng ta sẽ vui hưởng một cái Tết ấm áp, tình thương và lòng nhân ái. Kính thưa chị Đặng Thị Ngọc Mai, tất cả các anh chị quý ni sư trong đoàn từ thiện Phật giáo quốc tế, về cái buổi gặp gỡ bà con để tặng quà hôm nay là điểm nơi mà chỗ chị Mai, điểm thứ 3 chỗ có đoàn từ thiện đến để tặng quà Tết cho bà con. Thành thật rất là biết ơn tấm chân tình của đoàn từ thiện, quý anh chị trong đoàn đã dành cái tình cảm cho bà con quê hương Mỏ Cày nói chung, xã Tân Thanh Tây nói riêng. Đây là một cái tình cảm rất lớn của đoàn dành cho bà con nghèo chúng ta hôm nay. Trước thềm năm mới thì xin kính chúc tất cả đoàn dồi dào sức khỏe. Chính trị tiếp theo là Nguyễn Văn Nguyễn Hoàng Nguyên Hấp Vĩnh Hòa, Nguyễn Tài Nguyên Hấp Vĩnh Hòa. Tiếp theo xã Nhượng Phú Tân, xã Nhượng Nguyễn Minh Tâm ở Dùng Xét. Nguyễn Minh Tâm, mời Nguyễn Minh Tâm đâu? Dì Năm? Đó là Nguyễn Minh Tâm đó. Bây giờ yêu cầu cái mặt của bà con đi vô chỗ má ngồi đi. Để tạm ra mắt ông rồi, đi tới tiếp đó. Đăng ký, sát. Đăng ký khám đâu? Quỳnh Văn Phải không? Quỳnh Văn Phải không? Quỳnh Văn Phải không?